Thời điểm này, đến nút giao quốc lộ 2 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, người ta sẽ bắt gặp cảnh chợ cóc bán nông sản, thực phẩm san sát bên thanh chắn hộ lan. Cảnh xe khách liên tỉnh dừng đỗ tứ tung, taxi, xe cá nhân, bạ đâu dừng đấy, khiến khu vực này đang rơi vào cảnh hỗn loạn, mất trật tự, an toàn giao thông. Điều khá lạ là tình trạng này diễn ra khá lâu, nhưng cả chính quyền sở tại lẫn các lực lượng chức năng vẫn chưa có biện pháp nào xử lý triệt để. Bắt đầu từ đường Võ Văn Kiệt kéo dài khoảng 300m đến đầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chúng ta sẽ thấy hàng loạt nhà tạm, hàng quán trên đất nông nghiệp bám sát mép đường quốc lộ 2. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe khách liên tỉnh đi qua khu vực này. Hành khách đứng rải rác khắp nơi. Hầu như xe nào cũng dừng lại để đón trả khách, biến cả cung đường này trở thành một bến xe cóc kéo dài. Mỗi khi xe khách liên tỉnh dừng đỗ, hàng chục tài xế xe ôm, taxi lại chạy nháo nhào xung quanh trèo kéo, cãi vã inh ỏi, khiến cả một khu vực trên quốc lộ 2 nhốn nháo, loạn xạ. Khi hỏi về việc vi phạm này, đại diện chỉ huy đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết. Thì theo đánh giá của chúng tôi, thì trên cái điểm này thì là tồn tại cái tình trạng là xe khách rồi cũng như là xe cá nhân dừng đỗ gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông là rất là phức tạp. Nguyên nhân thì đầu tiên phải kể đến đó là hiện nay thì chúng tôi nhận thấy là tồn tại rất nhiều các cái điểm hàng quán kinh doanh nông sản cũng như là trà đá vỉa hè, rồi các trường hợp là bán ngô nướng và nông sản nướng ấy, thì người dân đi qua đây là thường là tạt vào để mua bán rồi ăn uống, thì cũng như là tiềm ẩn một số cái trường hợp là các trường hợp xe khách đường dài ấy, thì cũng có cái điểm dừng đỗ, tuy nhiên là chưa có cái vịnh chờ xe để cho xe khách tấp vào hẳn bên trong lề đường để đón khách, mà trong khi đó là các trường hợp xe khách này là thường đón khách ngay trên cái lòng đường, cho nên là gây ra tình trạng là mất an toàn giao thông. Để giải quyết cái vấn đề này thì thực hiện cái chỉ đạo của phòng cảnh sát giao thông thì chúng tôi cũng đã tiến hành tuần tra kiểm soát và xử lý rất nhiều các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên cái vấn đề đấy thì chỉ là cái phần ngọn thôi. Để giải quyết được triệt để cái tình trạng vi phạm này thì cái giải pháp tiếp theo đó là chúng tôi là đề nghị cơ quan chức năng đó là nắp cái hệ thống camera giám sát an toàn giao thông để tiến hành có thể xử phạt nguội các trường hợp vi phạm. Bởi vì khi mà chúng tôi trong quá trình làm nhiệm vụ ấy, thì khi mà chúng tôi làm quyết liệt thì là cái tình trạng nó giảm rất nhiều. Tuy nhiên mà khi vắng bóng lực lượng công an ấy, thì cái tình trạng này lại tiếp tục tái diễn. Thực tế cho thấy, việc tổ chức hai điểm dừng đỗ xe khách như hiện nay là chưa hợp lý, khiến chợ cóc tràn ra cả đường quốc lộ, gây mất trật tự. Vì sao các lực lượng chức năng cũng như chính quyền sở tại không có biện pháp căn cơ triệt để giải quyết? Liệu có phải cơ quan chức năng đã bất lực buông xuôi hay đang đùn đẩy trách nhiệm?